Thưa quý vị và bà con, những tháng đầu năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Hờ Long, tỉnh Đắk Nông đã kịp thời giải ngân, phục vụ người dân vay vốn đầu tư vào sản xuất. Đây được xem là nguồn lực tài chính hữu hiệu, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn không bị bỏ lại phía sau. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là phiên giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Long, tại xã Quảng Sơn. Có rất đông người dân đến để giao dịch. Người thì trả nợ đến hạn, người vay mới. Tại phiên giao dịch này, bà Herbert Urban Nutting rất phấn khởi khi được vay 50 triệu đồng để đầu tư tái cơ cấu cây trồng. Hôm nay tôi đến ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn đầu tư cà phê và trồng thêm nhiều loại cây mới. Tôi thấy vay vốn ngân hàng chính sách rất nhanh, thủ tục đơn giản. Trước đây, bà Ma Thị Sâm ở xã Quảng Hòa là hộ nghèo nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2016, nhờ tiếp cận được các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư, chăn nuôi kết hợp với trồng cà phê, mang tây xanh để có thu nhập ổn định hơn. Nhờ cái nguồn vốn đấy thì mình mới mua được máy, được móc, được ống tưới về chăm sóc cà phê cũng bớt gánh nặng cho gia đình. Trong 5 tháng đầu năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Long đã giải ngân hơn 100 tỷ đồng với hơn 2.180 hộ được vay vốn, nâng tổng dư nợ hiện nay đạt hơn 522 tỷ đồng. Đặc biệt, các thủ tục vay vốn ngày càng được đơn giản hóa. Vì vậy, người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đều dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Cán bộ ngân hàng chính sách sẽ xuống trực tiếp tại xã nhận hồ sơ và về phê duyệt trong vòng thời gian quy định thì về phê duyệt và trực tiếp giải ngân cho bà con tại điểm giao dịch xã, cho nên về mọi thủ tục hồ sơ và cũng như đi lại thì rất là tiện lợi cho bà con. Trong thời gian tới, để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn không bị bỏ lại phía sau, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Long sẽ điều chuyển nguồn vốn thu hồi để cho vay quay vòng linh hoạt giữa các chương trình. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp cho người dân thoát nghèo bền vững.